Nhiều đơn vị y tế công lập Gia Lai khó khăn trong tự chủ tài chính. Hội báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề Đoàn kết, chuyên nghiệp, văn hóa sáng tạo chính thức khai mạc sáng ngày 17 tháng 3 tại Bảo tàng Hà Nội. Sáng ngày 18 tháng 3 tại quảng trường Đại Đoàn kết thành phố Pleiku, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 và khai mạc hội thao ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Sáng ngày 18 tháng 3, huyện Gia Ba, tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện, ngày 18 tháng 3 năm 2003, ngày 18 tháng 3 năm 2023. Tối ngày 17 tháng 3 tại trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã khai mạc hội trại Thanh niên sáng tạo tiên phong chuyển đổi số năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai gặp mặt tuyên dương các giáo viên, học sinh có dự án tham gia hai cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022-2023 và học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp và ngày hội khởi nghiệp quốc gia lần thứ 5. Tại nhà thiếu nhi thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Pleiku, câu lạc bộ giọt hồng Pleiku phối hợp với khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát động ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023. Kính chào quý vị. Quý vị đang xem bản tin 24 giờ thứ bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023 được phát sóng trên báo Gia Lai điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, theo Sở Y tế Gia Lai, trong quá trình triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn gặp một số khó khăn vướng mắc, nhất là trong thanh quyết toán khám chữa bệnh về bảo hiểm y tế. Về triển khai tự chủ tài chính, các đơn vị làm công tác khám chữa bệnh trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn do thu không đủ chi phí, do đó không có tiền chi trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ viên chức nên phải tạm mượn tiền cải cách tiền lương nằm tại đơn vị và kinh phí cấp cho y tế xã để chi trả cho cán bộ viên chức. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, một số đơn vị xây dựng phương án tự chủ chưa sát với tình hình thực tế, chi phí thực tế lớn hơn số thu của đơn vị. Với chủ đề Đoàn kết, chuyên nghiệp, văn hóa, sáng tạo, Hội báo toàn quốc năm 2023 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3 tại Bảo tàng Hà Nội đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức sẽ trao 4 loại giải thưởng, bao gồm giải bìa báo Tết ấn tượng, giải giao diện báo điện tử ấn tượng, giải chương trình phát thanh truyền hình ấn tượng, giải ấn tượng báo chí 2023. Thưa quý vị, tham gia buổi lễ chạy Olympic có 2.500 người đến từ 27 đoàn của các huyện, thị xã, thành phố và các khối công an, trường học, liên đoàn lao động. Cùng với hoạt động này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lồng ghép tổ chức hội thao ngành văn hóa, thể thao và du lịch với 350 vận động viên của 21 đoàn là Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao của 17 huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 3, các vận động viên thi đấu ở các môn gồm bóng chuyền da nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, bóng bàn và kéo co. Phát biểu tại buổi tọa đàm kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Gia Ba, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Hải Long chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Ba đã đạt được trong 20 năm qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng huyện cần khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, tập trung đẩy mạnh lại cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chế biến tinh sâu các sản phẩm nông nghiệp, tập trung xây dựng một số thương hiệu nông nghiệp đặc thù của huyện, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bằng những đề án, kế hoạch, lộ trình cụ thể. Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Ba vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai từ năm 2003 đến năm 2023. 42 tập thể và 51 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà.
Thưa quý vị, tại lễ khai mạc hội trại thanh niên sáng tạo tiên phong chuyển đổi số năm 2023, đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 27 gương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tặng giấy khen cho 12 gương tuổi trẻ sáng tạo tiêu biểu năm 2023. Hội trại năm nay có 12 tiểu trại với 420 trại viên đến từ 54 tổ chức cơ sở đoàn trong khối. Hội trại diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3. Trong khuôn khổ hội trại, các trại sinh được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn như trò chơi lớn, thi hóa trang, kéo co nhảy dân vũ, tem quơ và tem pudding. Phát biểu tại lễ gặp mặt tuyên dương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lê Duy Định biểu dương và ghi nhận công sức, sự nỗ lực nhiệt tình và trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn cùng các em học sinh. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo đã quyết định tặng giấy khen cho 9 học sinh và 3 giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng, hoàn thiện dự án tham gia vòng chung kết cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp và ngày hội khởi nghiệp quốc gia lần thứ 5 và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022-2023. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau, với chủ đề Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 700 tình nguyện viên là cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn thành phố Pleiku. Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận 589 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu trên được bổ sung vào kho dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị, cấp cứu người bệnh. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.